nhô. Chị khỏe không chị? Dạ. Trời ơi, cái câu cửa miệng của tôi trả lời làm chi vậy? Dạ không, tôi hỏi anh tính mua cái gì? Chai nước, khát nước quá. Bán chai nước đi. Dạ. Ghi sổ nha. Cuối tuần tôi trả. Anh, hay là anh đợi một chút xíu nữa anh qua được không? Buôn bán mà, cái vấn đề mở hàng rất là quan trọng. Mở hàng á, mà cái người mở hàng mà kêu ghi sổ hay là coi như nguyên ngày hôm nay là không buôn bán gì hết, người ta cứ biểu ghi sổ không là chết. Tôi lời lớn này nữa anh. Không phải là tôi không bán cho anh, nhưng mà anh đợi đi, anh đợi có một hai người vô là mua mở hàng cái là tôi bán nợ cho anh liền à. Yên tâm đi, trời ơi, tôi mở hàng đắt dữ lắm mà. Tôi thiếu một quá chứ người ta vô người ta trả tới 10 lận. Yên tâm đi, nha. Rồi bán tôi đi, rồi cuối tuần có gì tôi trả cho, nha. Nè, biết tin gì chưa? Dạ tin gì? Bà Nhung đó, bà Nhung hội trưởng trong khu phố mình đó, sắp chuyển đi rồi. Ủa? Nếu mà bà chuyển đi rồi thì coi như là cái khu phố mình là thiếu người làm hội trưởng hay phụ nữ rồi. Rồi ai sẽ lên thay thế bà? Trời ơi chị chứ ai. Trời đất ơi, trong cái khu phố này ai là cái người năng nổ, giỏi giang, xuất chúng như chị? Trời, ta nói nhìn vô là cao thủ thần sầu rồi. Thôi anh ơi, tôi nói thiệt, cả cuộc đời của tôi không ham chức vụ gì hết đó. Tôi chỉ biết là mở quán bán qua ngày đoạn tháng thôi. Mà bà con tại sao lại tin tưởng tôi? Mà không lẽ bà con tin tưởng tôi mà tôi phụ lòng bà con? Trời ơi, kìa, trời đó. Bởi ta nói mấy cái người mà tài năng nha, ta nói trời ơi, khiêm tốn nè, rồi khiêm nhường nè, trời ơi, đâu có được gì nhu. Dạ không, ý tôi muốn nói là tôi thì tôi không ham hố gì đâu. Nhưng mà bà con đã tin tưởng rồi thì thôi, tôi xin nhận. À, phải vậy chứ. Nói, hội trưởng hội phụ nữ khu phố nha. Này không à, chơi gì cái kia. Cái con này bởi nó thức thời ghê không? Nó thức thời luôn. Cho đổi cách xưng hô được không? Chị hội trưởng phụ nữ. Có việc gì chị bảo tôi. Trời ơi, anh nói vậy bảo ban gì ở đây không biết nữa. Anh yên tâm đi, bây giờ bà con tín nhiệm tôi hả? Tôi không phụ lòng bà con đâu. Dạ. Chừng nào nhớ nghe, nhớ là khi nào mà tôi làm hội trưởng hội phụ nữ rồi đó, là anh phải thông báo hết cho ngồi mọi người biết. Tôi sẽ khao luôn nha. Yên tâm, đau bà nội. Đau hả anh? Nè, anh lấy thêm hai chai đi. Đó, khỏi ghi sổ gì hết đó. Ủa cái này? Không, để nó cho anh luôn. Là tặng luôn hả? Dạ. Quýnh cái nữa đi. Vậy chi vậy? Quýnh cái đi, quýnh cái nữa. Đau bà nội. Đau hả? Quýnh cái nữa. Dạ thôi là được rồi. Là coi như không có tính đúng không? Dạ không. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Chúc mừng chị hội trưởng nha. Tôi về nha. Trời ơi, thiệt á. Ghét quá. Nói. Cái gì? Chưa mở hàng mà nói bán vậy chắc dẹp tiệm quá à. Cái con này dẹp tiệm gì? Không biết, không thấy sáng sớm là cái tin vui hả? Nè, hội trưởng hội phụ nữ ở khu phố này nghe. Thì dọn dẹp đi lẹ. Thôi được rồi, để chồng vô lấy trái cây chứ. Hội lấy gì hết, ông ngồi đây ông nghe tôi nói nè. Bây giờ bác Nhu sắp lên cái chức là hội trưởng hội phụ nữ rồi. Đúng rồi. Bây giờ vợ chồng mình phải làm sao? Phải lấy lại cái chức đó cho bằng được. Nó bậy, nó bạ cái gì vậy? Bậy cái gì mà bậy, tôi nói là không bao giờ tụi nó bậy, tôi nói thiệt mà tôi nói đúng. Trời ơi trời, tại sao lại có cái vụ mà tranh quyền đoạt lợi ở đây? Tôi không có tranh quyền đoạt lợi gì hết. Tại sao bà Nhu làm được mà tôi làm không được? Tại vì do cách sống. Cái gì? Ê, ông nói cái gì do cách sống là sao? Ý ông nói là tôi sống với mọi người, sống với ông sao hả? Không phải, không nói phải. Nói không có rẻ, lẽ này là chết với tôi không gì chưa? Không phải là vợ sống tệ, nhưng mà bác Nhu là người lớn tuổi. Bác Nhu là người có sự tín nhiệm của tất cả mọi người trong cái khu phố này. Thì chắc chắn là chồng nghĩ là khi mà bầu bác Nhu lên làm hội trưởng hội phụ nữ á, thì tất cả người khu phố này sẽ bỏ phiếu bầu cho bác Nhu. Nói vậy thôi, con vợ còn trẻ tuổi. Được tín nhiệm, được mọi người bình bầu. Mà mọi người chưa bình bầu cho bả, mà tại sao cháu bả nói bây giờ là bả đã lên cái chức là hội trưởng hội phụ nữ rồi? Thì được mọi người được. Tín nhiệm. À rồi được rồi, tôi có ý rồi. Ông đi chợ này, ông gặp bà con chòm xóm tất cả đó, mọi người xung quanh này đó, đó ông tìm cách cái ông lân la, ông lấy lòng. Ông lấy lòng lúc đó mọi người tới ủng hộ mình rồi ta, rồi người ta sẽ bình bầu cho mình thôi chứ có gì đâu lạ, có gì đâu khó. Ôi, mắc cỡ lắm, làm mấy chuyện nó kỳ cục lắm. À, đi ăn cắp ăn trộm hả mắc cỡ? Cái chuyện rất là đơn giản mà. Không phải, nhưng mà tự nhiên á, ê bầu cho vợ tôi nha, ê bầu cho vợ tôi làm hội trưởng hội phụ nữ nha. Ê bạn bè hàng xóm chú sáu chú bảy làm gì kỳ lắm. Đâu có gì đâu, chuyện đó là bình thường, lời nói của mình mà. Bây giờ tôi hỏi là làm không? Không làm đâu. Làm không? Thôi mà chồng cũng làm đâu. Không làm thì tôi làm. Thôi được rồi, làm chưa? Làm đi. Trời ơi, thiệt
con người ham danh ham lợi. Trời ơi, có như vậy mới chịu đi. Tôi nói mà, cái gì cái làm sao qua được tôi. Dạ mời mọi người vô đây. Vậy gì đó anh? Có mấy người bên khu phố xuống thăm nhà mình nè. Ai vậy hả? Em ai ra liền. Ai mời chịu nữa nè. Ai? Dạ em chào mấy chị. Ủa? Chào Nam. Chào chú. Nam khỏe không? Dạ con khỏe. Nhìn là thấy khỏe rồi. Dạ chú hỏi chi vậy? Câu chào cửa miệng của tao mà trả lời chi cho nó mệt chị. Dạ mốt hỏi đâu con có trả lời lại đâu nha. Bậy à, khi dễ tao hả? Dạ xin phép nha. Dạ mời mấy chị uống nước à, vô trong xuất chuyện coi. Ê, đứng lại Kiều. Mày kêu ai mấy chị vậy? Mày nói mấy chị vậy là có nghĩa mày gom tao luôn á hả? Dạ xin lỗi tại không để ý. Dạ, dạ mấy chị uống nước. Dạ, dạ thiếp uống nước thiếp. Dạ. Mày đó nha mày. Mày thấy nó không? Chồng mày nó xúc phạm chú kìa. Đâu có, làm sao mà anh Kiều dám xúc phạm chú. Cái từ đó là một cái từ thân thương gửi cho chú đó. Thân mật cái gì mà thân mật? Cái đó là trước mặt mọi người không có kêu được vậy. Chẳng lẽ ở nhà nó kêu mày sao? Trời ơi, vợ chồng con ở nhà thoải mái lắm. Nè bây giờ nó vợ chồng con nhiều khi kêu con bằng chồng, ổng là vợ. Trời. Bởi vì sao? Bởi vì công việc nhà là ổng làm hết. Mà chú biết là công việc nội trợ là thường thường là đàn bà làm. Hạnh phúc lắm á nhà nào ơi. Coi như là thói quen đó hả? Thành thói quen đó hả? Vợ này kia là ổng có biết cái gì đâu, yếu nhớ. Cái gì cũng con không? Thói quen là được nha. Dạ. Chứ mà kiểu mà phong long phong lá cái kiểu đó là giận tím người à. Ê, áo tôi tím rồi, ông không có được tím nữa. Mệt ghê không? Mệt không? Mệt không? Ai mà tranh? Dạ. Thôi uống nước đi. Thôi uống nước đi. Dạ. Ủa mà mấy chị hôm nay trong hội phụ nữ mình có gì vui không? Nhắc mới nhớ. Cô từ ngày đăng ký tới giờ chưa có thấy mà mặt cái mặt ở trong hội sinh hoạt ngày nào luôn á. Sao dạ, vậy? Dạ tại vì công chuyện lu bu quá rồi cái quên luôn à. Nhưng mà không sao, từ đây về sau là bắt đầu phải cập nhật thông tin nhiều của cái hội mình. Đó. Rồi có cái gì mới lạ không? Có chứ. Có gì chú? Hỏi là hỏi đúng lúc luôn đó. Vậy hả? Ừ. Biết bà Nhung không? Dạ biết chứ. Bà Nhung hội trưởng hội phụ nữ của mình đó. Dạ. Bà sắp chuyển đi rồi. Thì bây giờ trong hội á đang là có kế hoạch để mà kiếm một cái người khác để thay thế bà. Dạ. Mà giờ chưa kiếm người ra. Ừ, nhắc mới nhớ nha. Từ lúc mà hả chị Nhung á làm hội trưởng tới giờ á chưa có thấy em luôn á Nam ơi. Dạ thì từ nãy em nói em bận quá thành ra em không có tới được. Dạ nhưng mà từ đây về sau là em sẽ gặp gỡ mọi người thường xuyên. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà chú nói là tìm cái người mới để làm hội phụ nữ mà có chỉ định chưa ai chưa? Thì cô Nhu chứ ai? Bác Nhu đấy hả? Đúng rồi. Chú thấy là bà Nhu ở trong khu phố mình là một người rất là năng nổ nè. Dạ. Năng động nè, năng nghĩ nè, năng suất rồi năng năng không phải năng lực, cái gì năng gì vậy đây nè, năng lực. Ủa sao năng lực con mới nói mà chú nói không phải? Ủa mày mới nói hả? Dạ. Ủa ta tưởng mày nói năng suất. Ủa con nói năng lực rõ ràng mà. Ủa phải không? Phải không? Thì đó. Nói chung là bà là con người như vậy đó. Bà Nhu á là chú thấy là người thích hợp giữ cái chức này nhất. Dạ, chú thì chú nói vậy thôi chứ theo con là con thấy bác Nhu không phải vậy đâu. Tại vì bác Nhu thứ nhất là lớn tuổi rồi. Thứ hai nữa bác Nhu phải lo cho hai đứa cháu. Thứ ba nữa bác Nhu phải lo cái tiệm nước của bác Nhu nữa, thời gian đâu mà dành cho hội mình. Thì ra con nghĩ bác Nhu không có đủ năng lực làm cái hội phụ nữ mình đâu. Vậy ý chị làm sao? Ý của Nam thì vậy nè. Nam không có nghĩ là mình khoe khoang hay là mình tự hào về mình. Nhưng mà mình nghĩ cái chức đó để cho Nam làm nó hợp lý hơn. Bởi vì chú biết làm sao không? Sao? Nhà con thì công chuyện nhà chồng con làm hết rồi. Con rất là rảnh rang, đâu có vướng bận gì đâu. Con cái cũng lớn hết rồi. Con sẽ dành nhiều thời gian cho cái chức hội phụ nữ đó để con chăm chút cho chị em, con lo lắng cho chị em. Chú thấy đồng ý không? Đúng. Đúng rồi đó, đúng đó. Thiệt. Dạ. Dạ, ăn tách trái cây với bánh dạ. Mấy chị ăn, ăn đi thím. Quên. Ăn đi chú. Quên. Dạ. À, nói nào ngay, cũng thưa với lại các anh chị là vậy. Nào giờ thì vợ tôi thì cũng biết chuyện gia đình không à. Cũng không ra ngoài xã hội làm gì hết. Thì hôm nay thấy cũng có cái ý là muốn ra ngoài xã hội để mà làm giúp ích cho xã hội. Thì cái chuyện gia đình á, tôi là sẵn sàng đứng sau để mà tôi gánh hết tất cả những cái chuyện mà nấu nướng giặt giũ này nọ cái để chi, để vợ tôi ổn định. Dạ. Chăm lo được cho xã hội là tôi vui rồi. Dạ. Cảm ơn em là number one rồi. Cảm ơn chị. Cái gì vậy chú? Cái gì vậy?
Sao tao nghe mùi khét quá hả Di? Mùi khét đâu, cái bánh này mùi khét khét à? Cái bánh này nó là cái mùi sô-cô-la. Không có... Chơi. Gì vậy? Cá đang trên dưới bị khét rồi. Trời đất ơi. Trời ơi trời. Đi. Cảm ơn thím nhiều thím. Trời, nó mày thấy chưa, chồng mày nó xúc phạm chú nữa kìa. Không có phải xúc phạm chú, đã nói rồi, cái từ thím dành cho chú đó là một cái từ thân thương nhất. Thân thương cái gì mà thân thương, nghe xong thì có giận tím người luôn à. Biết rồi bà Tiếp, tôi biết đủ rồi. Nó hoài vậy bà. Biết làm sao mà dành cho chú cái từ thím không? Sao? Bởi vì thứ nhất là chú lớn tuổi, thứ hai là chú độc thân, mà tối ngày cứ đi chơi với chị em phụ nữ không à, thành thư đó dùng cho chú cái từ thím là như vậy đó. Vấn đề là đi chơi với phụ nữ dễ chịu hơn, hiểu không? À. Chơi đàn ông ganh tị lắm. Dạ. Chơi trên đầu cha chú không mà. Thôi đừng có giận ảnh nghe không? Thôi giận chị. Từ thím con thấy dễ thương mà. Thương. Thôi nè, sẵn mấy chị với thím qua đây rồi. Không, mấy chị với chú ở đây. À, em sẽ tặng cho mấy chị một cái thẻ tập yoga miễn phí 1 tháng. Em là người đứng hướng dẫn cho mấy chị luôn. Tốt quá. Trời ơi, như vậy á, đợt này bầu nam là hợp lý nhất luôn á. Dạ. Bởi vì đó hội trưởng phải biết chăm lo sức khỏe sắc đẹp cho chị em phụ nữ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ rảnh là ngày mai mình tập luôn nha. Ủa, ngày mai luôn rồi. Mẹ vậy hả? Dạ, mình nói mình làm liền chứ. Rồi quần áo sao? Trời, quần áo tự do, mấy chị muốn mặc cái gì cũng được, tập với em mà sợ gì. Đỡ tiền lắm á nha, một phiếu ở ngoài cũng phải 1.000.000. Cái gì chú? Nó nghe nè Nam. Cái gì chú cứ nói cái gì đâu. Cái thẻ mà tập yoga miễn phí đó. Dạ. Có phần của chú không? Dạ có chứ, trời làm sao mà thiếu chú được. Hồi nãy nghe nói cho mấy cái chị em phụ nữ không à, không có phần chú tự nhiên chú chạnh lòng. Dạ. Tại vì vậy nè, chú là nam mà chú cứ đi chơi chung với hội phụ nữ không à. Thành ra con nói, con tưởng là mấy chị mới thiếu, con nói chung chung vậy luôn. À, dạ, chắc là... chắn là có chú rồi. Có phần chú đúng không? Dạ. Mở trong áo nhiều quá phải tập thôi con ơi. Dạ. À, nhớ tuổi rồi phải tập giữ sức khỏe à, thôi chú. Nhưng mà nó nghe nè. Dạ. Đừng kêu chú thiếu nữa. Nghe thì ở đây có mấy người đây nghe nó ngại ngại lắm. Mặc dù bề ngoài chú vậy, dạ, nhưng mà chú không phải vậy, dạ, mà chú thích vậy. Dạ, vậy cho đời nó vui. Chị Nhu, chị vẫn khỏe hả chị Nhu? Câu cửa miệng của tôi mà chị trả lời làm chi? Tôi hỏi anh mua cái gì? Đâu có, qua đây thông báo tin nè. Tin gì? Bởi tao nói cái hồi nãy á, vợ chồng của con Càm Niêu đó. Ủa, nhà nào mới dọn qua hả anh? Tao có vợ chồng của con Kiều Nam. Trời ơi, bởi vì nghe cái tên của hai vợ chồng này thôi cũng nghe bực bội à. Đó, con gái tên Nam, chồng tên Kiều. Ghê không? Bởi vậy tao nói vợ chồng Càm Niêu đó đó. Cái gì nữa? Lộn nữa. Vợ chồng Kiều Nam, con gái của ông Cương. Đó, con nhỏ tên Nam á, dạ. Chồng tên Kiều Càm Niêu gì đó. Rồi thôi, giờ đứa nào? Đó, là con Nam. Rồi. Là nó đang nhắm tới cái chức hội trưởng phụ nữ đó nha chị. Có gì liên quan tới tôi đâu. Sao không liên quan, cái chức đó là của chị mà. Thì đúng rồi, cái chức đó trước sau thì cũng là của tôi. Trời ơi, nó nhắm nó qua được tôi không? Đúng, làm sao mà qua được chị, chỉ có một mình chị thôi. Tôi nghe rõ ràng á, ở bên đó bàn á, là coi như là cho chị em phụ nữ là cái khóa học yoga miễn phí đó. Là con Nam với cái gì? Nó tính cho học miễn phí một khóa hay là một tháng, một năm gì đó là chiêu trò của nó. Nhưng mà đâu có ảnh hưởng tới uy tín của tôi đâu anh. Đúng, quan trọng là phải là chữ tín, chị hiểu không? Bởi vậy người ta nói đúng lắm. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng tôi vẫn ủng hộ Nhu đến cùng. Anh đọc thơ kỳ vậy? Thơ 68, nó vậy đó, phải ngắt ngắt ngứ ngứ nó mới ra thơ. Thôi, tôi đi nghe. Dạ. Ờ, ráng đi. Bán thiếu trai nghe. Nản ghê vậy. À, chị Nhu. Ủa? Sáng sớm dọn hàng sớm vậy chị? Trời ơi, buôn bán mà. Đi tập thể dục mới về đó hả? Dạ không, tôi qua nhà Nam tập thu gia chứ. Chị, Nam nó tốt tính lắm á nha. Nó hướng dẫn tụi em nè, cho tụi em được lớp học miễn phí nữa. Ờ, vậy hả? Ờ đúng rồi, tập yoga đi, vừa có sức khỏe mà vừa đẹp dáng nữa ha. Ừ. Công nhận, Nam tâm lý thiệt luôn á. Lúc nào cũng chăm lo chị em mình hết á. Đợt này á, mình bầu chọn nó làm hội trưởng hội phụ nữ mình đi. Ờ vậy thôi đi tập đi ha. Ờ tôi không có rảnh tiếp chuyện hai người đâu ha. Chị, đi tập đi cho nó khỏe. Tôi bận bán quán, tôi có giờ. Ủa vậy là khỏi mua nước luôn hả? Quên.
cho em hai chai nước suối đi, lấy 10.000 trả chị đi. Nè, đây. Nam nó nói đúng quá nha, chị Nhu chỉ bận tiệm tạp hóa như vậy, bán nước tối ngày, làm sao làm hội trưởng mình được. Chị Nhu, chị khỏe không? Mới là tối. Câu hỏi xã giao thôi, trả lời làm chi vậy? Ờ, dạ khỏe. Ừ, gì? Đừng nói tôi là qua bên nhà Nam tập yoga nha. Đúng rồi, trời đất ơi, cô Nam công nhận tốt dễ sợ luôn á. Cho tôi cái phiếu tập yoga, tính không có tập rồi mà thấy bỏ uổng quá cho nên đi tập. Với lại hồi sáng tự nhiên cho tôi ký thịt bò nữa, trời người mà tốt quá. Ủa sao vậy anh Tư? Hả? Anh vì ký phiếu tập, vì cả ký thịt bò đó mà anh bỏ đội nhà qua đội bạn vậy đó hả? Bậy, bậy không mà Nhu bậy lắm luôn á. Tôi là tôi ủng hộ Nhu hết mình đó chứ. Nhưng mà tại vì người ta tốt quá, hiểu không? Đó, sáng còn cho tôi mượn tiền nữa đó. Tốt quá. Thì ra anh cũng vật chất dữ ha. Bậy nè, cứ bậy vậy hoài. Cái gì vậy? Tôi đã nói rồi, ủng hộ hết mình luôn. Nhưng mà tại vì cái chức hội trưởng á thì hiểu không? Cái vấn đề là họ tốt với tôi quá cho nên là tôi cũng khó từ chối. Đó, hiểu không? Nè. Hiểu. Ừ. Đi tập đi. Ừ, tôi đi tập nha. Trâm à. Dạ. Ra là biểu nè. Con nghe nội. Nè, tình hình khẩn cấp lắm rồi. Bây giờ con và nội hai người cùng lên phương án, lên một chiến lược chiến thuật. Đánh. Trời ơi, nôn quá bà ơi. Sao giờ này không chưa tới vậy? Trời ơi. Nè, nè. Trễ quá. Rồi, rồi. Tập. Gì mà tập? Trời, đi công chuyện. Tôi phải đi công chuyện xong xuôi rồi mới tập thể dục được chứ. Vô nhà người ta sao không bỏ giày dép ra hả? Ủa đi tập mà. Tập chứ, tập mà mang giày mà trong nhà đâu có được. Thì lát nữa Nam nó ra nó hướng dẫn đi rồi biết. Chú, hai chào hai chị. Rồi mấy chị. Nam khỏe không? Dạ con khỏe. Chú cứ vậy hoài. Thông cảm đi. Dạ. Câu cửa miệng. Dạ. Nhưng mà có thói quen mà không trả lời cái chú giận. Không có ai làm vậy. Dạ, dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ thôi mình tập nha. Tập. Cũng phải từ từ chứ hả? Thì tập thì nói chung là cũng phải từ từ, thì ngồi nghỉ mệt chút xíu đi. Em sẽ nói vài cái nội dung cơ bản trong cái buổi tập thôi. Dạ bây giờ nha nè. Trước tiên là mình sẽ khởi động. Nhưng mà ngày hôm nay là em sẽ chỉ cho mấy chị với chú ở đây rồi. Là cái phần mà bài tập về giảm lượng mỡ thừa. Thứ nhất là phần bụng, phần eo, cơ bắp và cơ chân. Đúng rồi, trời đất ơi, bụng chú nè, không biết tập nó có xuống không ta. Ấy lắm mà. Trời ơi, cứng dữ vậy hả? Mỡ cứng lắm. Chú nghe nói mỡ mềm nó mới xuống nhanh đúng không? Dạ đúng rồi, chú biết đó, mỡ mềm rất là dễ xuống. Mỡ cứng này nó hơi khó, mình phải chịu có cái thời gian nó dài. Đúng. Mình phải tập luyện siêng năng. Mà nghe nói yoga này xuống mỡ dữ lắm nha. Dạ, tập xuống mỡ mà tốt cho sức khỏe lắm. Cố gắng nha. Dạ, tùy theo mỗi người thì em mới nói rồi đó, tùy theo cái lượng mỡ mỗi người. Tập dạ. Đi. Dạ thì bây giờ bắt đầu tập nè. Em sẽ chỉ cho chú với mấy chị đây là từ cơ bản tới nâng cao. Rồi tập. Ủa? Hai chai nước rồi hai chị đem hả? Đúng rồi. Trời ơi, em nói hai chị nghe nè, mình đi tập á là mình lấp mất cái lượng nước rất là nhiều bởi vì mồ hôi mình nó ra. Mình phải bù lại lượng nước, nhưng mà với điều kiện mình uống chút xíu cho nó thấm giọng thôi, chứ mình uống nhiều là không có tốt cho sức khỏe. Đúng rồi, nghe lời huấn luyện viên đưa. Rồi, khởi động đi nha. Khó nghe. Đang tập ai nhớ nhéo mệt mệt vậy? Ai nói gì vậy? Thôi lo tập đi, đừng có tập trung ở ngoài. Đừng có lo ra. Chăm. Giờ thì phải giờ ca. Trời đất ơi, đọc loa đi cái con trai kia vậy. Đọc đi. Dạ. Bới làng nước ơi, bới làng nước ơi. Sau một thời gian mấy chục năm bà nội con trùm sò thì hôm nay bà nội con đã hết trùm sò rồi. Cô chú ơi, hôm nay cô chú mua nước sẽ được giảm 50% tất cả các loại nước. Nhưng mà chỉ mua giờ vàng này thôi, giờ con đang đọc loa nè. Nên cô chú ơi, lẹ lên chứ bà nội. Trời ơi, con tố nội hả? Con nói nội trùm sò hả? Ủa chứ sự thiệt là vậy mà nói. Không có sự thiệt được, nói lẹ lên, nói đàng hoàng lên đi. Trời ơi, nội có đàng hoàng thôi, hôm nay sale 50%, sale sập sàn. Có nó gì kìa. Quán nước nhà bà Nhung sẽ sale 50%. Bên nó có sale nữa hả? Ơi, làm ơn hãy nhanh tay, tại vì số lượng có hạn, nhanh tay.
Trời đất ơi, nó nói xây 50% luôn. Không có chuyện gì vậy? Bây giờ không đi là có chuyện không kịp á nha. Không tập. Trời ơi Nam làm bạn với bà bao nhiêu năm nay rồi đó. Bây giờ lần đầu tiên bà mới xem mà xem 50% luôn mới ghê. Để chú đi qua bển. Chú đi luôn hả? Không, chú phải đi nha. Không, ở đây tập đi, đâu có cái gì đâu mà chú đi. Chú qua bển xong mà chú qua chú tập lại nha. Đợi chú xíu nha. Đợi tôi với. Trời đất ơi, mấy người này già làm gì mà rần rần vậy trời. Đi qua bển cái giống ôn gì mà sao xeo xeo rần rần á. Ủa trời đất ơi, sale 50% luôn hả? Ê, cái này của tôi nha. Dạ, dạ, bình tĩnh, ở trong nhà còn nhiều lắm. Sale 50% là hôm nay mục đích là coi như là tri ân khách hàng. Về cái vấn đề mà là tôi được chức hội trưởng hội phụ nữ đó. Dạ, coi như là tri ân khách hàng. Nè ha, bây giờ hả, coi như là bây giờ mình tri ân đi. Cái mai mốt mà ai mà bầu tôi làm chức hội trưởng hội phụ nữ hả, là tôi sale 100% luôn. Chị, vậy luôn hả? Dạ. Bầu cho chị liền. Được hai người cũng bầu luôn. Dạ, 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 dạ. Rồi. 50%. Rồi, bây giờ mình đổi luật đi. Đổi luật mai mốt là mình đổi mình bầu gì đó cho hội trưởng đó, hai người được không? Dạ. Rồi giảm nha. Vụ này được rồi nghe, mà ai hội trưởng mà gì nhu với Nam là có lời cho mình quá rồi. Dạ. Tính tiền đi con ơi. Dạ rồi, tính tiền. Nữa mà nổi rồi. Ủa? 250 đúng không? Nhiêu vậy? À đúng rồi. Cái này bao nhiêu? Ai biết, giảm nhiêu? Dạ giảm 50%. 50% còn lại nhiêu? Anh Tư đặc biệt giảm anh Tư 70%. Trời ơi, có 70% luôn hả? Đừng có la. Ôi ơi, vậy là tốt quá rồi. Giá như mà ngày nào cũng sale kiểu này là coi như tôi mừng lắm luôn á nghe. Dạ, dạ. Bà con cô bác ơi, cứ bầu tôi làm chức hội trưởng hội phụ nữ đi nghe. Bác Nhu. Kêu ai ạ? Kêu bác á. Tôi tên Nhu chứ Nhú hồi nào hả? Nó tè lét tét lét thì Nhú hồi nào nữa. Dạ bác Nhu. Tại vì tình thế nó thay đổi quá, thành ra nó bị lạc giọng luôn. Con cứ tưởng bác là không có ủng hộ cái việc mà mua chuột phiếu bầu. Mà sao bây giờ bác... Cái này là coi như là tôi tri ân khách hàng. Là đã có ý là bầu tôi làm chức hội trưởng hội phụ nữ. Là bởi vì trong thời gian vừa qua, họ thấy ở trong khu phố này chỉ có mình tôi mới xứng đáng là hội trưởng hội phụ nữ. Đúng không bà cô? Đúng rồi. Vậy đó, mà có người còn nói tôi là tôi già rồi, không kham nổi chức này. Đúng không bà cô? Ai dám nói Nhu vậy? Ai vậy hả? Bác Nhu. Bác nói mà con tưởng bác là đang nhậm cái chức đó luôn vậy đó bác. Thì chắc chắn là tôi phải nhậm chức này rồi đúng không anh Tư? Đúng rồi, trời ơi. Trời, Nhu dễ thương lắm. Sao có mua không? Mua thì tôi khuyến mãi. Bà con cô bác có mua đi nghe chưa? Một khi tôi đã lên chức rồi là 100% sale sập sàng. Đó, mua đi kìa, ủng hộ bà đi bà sale cho. Đi, mua. Dạ còn, dạ còn. Cấp bao. Trời ơi, chuyện quan trọng. Thế nào coi, mỗi cái la coi, chuyện quan trọng quá trời. Đi đâu vậy ông? Đi đâu mà ma rủi ông vậy? Cái gì vậy? Cái la hư rồi. Cái chuyện rất quan trọng. Cái gì vậy? Dạ. Ủa mà bữa nay là gì vậy? Giảm 50%. Sale 50% coi như là tri ân khách hàng. Đúng rồi. Dạ 50% hả? Vậy bán còn lắm nè. Rồi cũng được. Giảm 50% đâu. Cái này trả lại bả đi. Sao tin gì? Bây giờ cái tin cấp báo này có liên quan tới bác luôn á. Vậy hả? Sale 100% luôn. Hứa nha. Ừ. Không được rút lại nghe chưa? Chuyện gì vậy? Chuyện rất quan trọng. Chuyện là vậy. Bữa giờ mấy người đang thu thập phiếu bầu cử hội trưởng hội phụ nữ đúng không? Dạ đúng rồi. Sao? Thôi đừng làm nữa, công cốc rồi. Cái gì? Thiệt, cái bà hội trưởng cũ á, bây giờ bà bán nhà không được, bà quyết định bà ở lại đây luôn, bà giữ cái chức hội trưởng hội phụ nữ.